Cái cô này ở chợ Bình Dương xuống không? Dạ. Nguyên gia đình đi xe 7 chỗ từ ở chợ Bình Dương xuống nha quý bạn. Ở chợ Bình Dương. Đi 7 chỗ xuống luôn. Đó, ở nhà luôn. Bình Dương Thủ Dầu Một. Những gương mặt thân quen buổi chiều nay.